Sáng nay tại công viên Nguyễn Chu, thành phố Thủ Dầu Một, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ meeting phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự BTV. Bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm hiện chưa có thuốc đặc trị. Trong 3 tháng đầu năm nay thì đã có 27 ca chết vì bệnh dạy trên cả nước. Bình Dương mặc dù chưa có ca bệnh dạy nào, nhưng nguy cơ xảy ra bệnh dạy là rất cao. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các giải pháp để phòng chống bệnh dạy là hết sức cần thiết. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương, việc quản lý chó nuôi hiện đã được quan tâm hơn trước, nhưng vẫn còn tình trạng người dân chưa chủ động khai báo việc nuôi chó với chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y. Tình trạng người dân thả trông chó ngoài khuôn viên gia đình, thả trông tại nơi công cộng, gây ô nhiễm môi trường. Có nơi chính quyền địa phương chưa tổ chức thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý chó nuôi. Để nâng cao ý thức của cộng đồng, của người dân, của chủ vật nuôi, cùng với toàn thể các tổ chức hệ thống chính trị xã hội để mà nhận thức được cái việc tác hại của cái bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm lây sang người và nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, không có vaccine, không có thuốc điều trị đặc hiệu, cho nên phải tổ chức truyền thông, đó là nhiệm vụ chính của một trong những nội dung của cái chương trình quốc gia. Tại buổi meeting, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức chính trị, xã hội cùng với nhân dân cả tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ việc phòng chống bệnh dạy trên người và động vật bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, việc tiêm phòng vaccine cho người và động vật là biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa tử vong do bệnh dạy ở người. Thì tỉnh Bình Dương đều được là tiêm phòng với tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Thống kê nó là đạt mục tiêu của cái chương trình quốc gia đã đề ra. Tuy nhiên, một số vấn đề lưu ý là sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, đó là nòng cốt trong cái việc mà phòng chống bệnh dạy. Để phòng bệnh dạy hiệu quả, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường truyền thông học đường về sự nguy hiểm của bệnh dạy, ưu tiên thực hiện đối với học sinh tiểu học. Các địa phương cấp xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để thống kê tiêm phòng cho đàn chó nuôi tại địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý chó nuôi, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.